được gì luôn mấy. Tông khó nè. Khó là nên có một thịt chứ. Nên làm gì đó. Nhưng mà mình có trị mụn không? Có chứ. Lấy mụn có trị mụn hết mụn không? Cái mụn này thì theo cái này là lên. Không, lên nói chuyện để cho ông bán tới lấy mụn đến trị mụn luôn á. À dạ mụn trị mụn để hết mụn á. Mụn vậy thì là hết. Không ba mấy tuổi rồi mà gì thầy là hết con á. Còn cái này của cô á là lên là cơ địa nó là. Không, cô thì không dạ. Mụn không trị đâu, nhưng mà ông bán nhiều mụn á. Dạ, cô có dắt qua là cho ông trị mụn cho hết mụn á. Dạ. Tiền không? Dạ, cô thanh toán với giùm con hết. Ừ. Để em. Cháu đây có mấy đồng lẻ này. Để em. Cô Nguyễn Thị Yết. Cảm ơn con nha. Dạ, con chết đó có một nơi rồi. Cô dục đã được. Chị tiếp. Đừng ta. Trời ơi, mà cứ đứng bên cạnh. Có chị. Mày có người phầu vậy không? Có người lấy ống hút mà đứng không lấy cũng ra thiệt, cũng thành một thiệt khác luôn rồi. Đừng đá mà để cho thành một thiệt khác luôn rồi, cậy ra luôn rồi. Không đợi chị lo được. À, em kêu mùi vợ. Chị kêu đi về đi bán. Chị nói cho con thôi. Chị có cái mỏ hả? Chưa cho em tìm lại nên là em chịu rồi đó. Em bỏ tế không? Có chứ. Tế mà để lúc mà chị đoán tiếng nội mà hết tế luôn. Hết tế xong cái mùi rưỡi là tiêm sống lắm. Chịu lấy chịu chịu. Mình đi ngoài đường bán cuộc rồi đó Phúc. Mình năm nay quật không lên. Chị đưa cho em cái phòng đó em ưa thì em đặt phần đặt luôn.
bỏ thuốc uống vô làm sao. Ở chén chị dụi chứ. Cái chén đó là do cái tóc mãi nè, máy bay nè, nó còn uống đó. Chị đâu có biết là không bỏ thuốc uống vô chứ. Nó không có đầu tóc mãi chị luôn. Sáng rồi ra đau như con điên ra đây. Tốn tiền gì vậy? Chị quá cũng đi khám bị viêm phổi với viêm đường tiêu. Đau miết luôn hả? Nó bị viêm phổi nữa, cái đà nó bị miết đó. Đà bị viêm phổi là bị mà. Như con chị đó. Giữ ấm cả nào nó bị bữa đi biết là giữ ấm. Thầm nghĩ ngay rồi mai làm nữa. Mỗi chỉ cần nghỉ mà đi ngay đi nữa thôi chứ. Mai đi làm. Mai đi làm đi đó. Không nghỉ thôi, nghỉ cái bài bữa mình nghỉ tết nữa hả? Nhanh lắm. Thì cái giờ dài của em chị nghĩ buổi sáng em dậy sớm em đi ngày nào em đi ăn sáng buổi sáng sớm thì nhưng mà đừng có ăn no. Và ăn trước khi lên đây. Chị đang ráng cho nên mấy bữa là chị hay mua đồ ăn lên đây luôn chứ đừng có để ăn buồn quá nó đâu tốt. Em vừa ăn rồi. Nhưng mà đừng có ăn no nghe Hiền. Ăn no lẫn không dài dài là đừng có ăn no. Ăn nhiều bữa nhưng mà đừng có no. Ráng lắm, khó chịu lắm. Nhìn là muốn đau dạ dạ. Trừ đưa là chị gửi cái bao thuốc của chị qua cho em. Chị còn giữ cái bao thuốc của chị. Uống rồi mà ấy chụp hình lại kìa. Uống chứ, uống theo của hắn chứ. Nội soi à? Nội soi sống hay răng? Rồi sống lẫn nhanh hơn. Nước mắt chảy.